Quý vị thân mến, trong những thời khắc cuối cùng của chính quyền Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975, cùng với chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, ông Nguyễn Hữu Có đã có mặt bên cạnh Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh. Ông Có được xem là một nhân vật có đời binh nghiệp khá đặc biệt và thăng trầm khi từng là sĩ quan trong cả quân đội Pháp và chính quyền Sài Gòn và dự phần vào nhiều biến cố quân sự tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Trong video này, hãy cùng nhìn lại quãng đời binh nghiệp của tướng Nguyễn Hữu Có từ một ông tướng tị nạn trở thành biểu tượng hòa giải dân tộc như thế nào. Nguyễn Hữu Có Việt Nam Cộng Hòa từ một tướng lưu vong thất thế trở về nắm quyền một ngày, trở thành biểu tượng hòa giải dân tộc. Sinh ra tại Mỹ Tho, ông Nguyễn Hữu Có khởi đầu binh nghiệp với hàm trung úy trong hàng ngũ quân đội Pháp ở Đông Dương vào năm 1946. Ông Nguyễn Hữu Có từng kể về cuộc đời mình rằng: "Tôi khởi đầu cuộc binh nghiệp khá sớm, từ khi 18 tuổi, lúc đó Pháp còn ở Việt Nam. Có thể nói con đường binh nghiệp của tôi gặp nhiều thuận lợi, được đào tạo bài bản và thăng tiến khá nhanh. Tôi đã từng vào ra Trung Nam Bắc phục vụ trong quân đội Pháp. Sau Hiệp định Geneva, được giao nhiệm vụ chỉ huy, điều quân vào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, tiếp thu những vùng đất mà quân cách mạng đã rút ra miền Bắc. Khi chính quyền Ngô Đình Diệm do Mỹ dựng lên được thiết lập, tôi là một trong 10 sĩ quan giỏi, trong đó có Nguyễn Văn Thiệu, được lựa chọn qua Mỹ đào tạo sĩ quan chỉ huy và tham mưu. Tháng 11 năm 1963, trong sự kiện đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm, tướng Nguyễn Hữu Có khi đó đã tham gia trong vai trò là phó tư lệnh cho tướng Tôn Thất Đính. Sau đảo chính, ông Nguyễn Hữu Có lên lon thiếu tướng và ở thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp, từng là nhân vật số 3 trong chính quyền Sài Gòn với các chức vụ Tổng trưởng Quốc phòng, Phó Thủ tướng và Tổng tham mưu trưởng, chỉ sau tướng Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Nhưng chính sự thăng tiến nhanh và uy tín cao trong hàng ngũ quân đội ấy mà ông Nguyễn Hữu Có đã không nhận được sự cổ vũ, thậm chí còn gây lo ngại cho chính quyền ông Thiệu. Cũng chính vì lẽ đó mà cuộc đời binh nghiệp của ông Có đã phải rẽ ngang, ba chìm bảy nổi ở nước ngoài, rồi buộc phải chuyển hướng sang làm cho tín nghĩa ngân hàng. Vào giai đoạn tướng Nguyễn Khánh thực hiện chỉnh lý, ông Có ban đầu ủng hộ, nhưng sau đó tỏ ra thất vọng và đóng một vai trò quan trọng trong việc hạ bệ Khánh. Nhưng vào các năm 1967-1970, Trung tướng Có đã phải sống lưu vong tại Đài Loan theo lệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Một tài liệu giải mật của CIA về giai đoạn đó nói ông Có là luôn dùng mưu để thúc đẩy hai ông Thiệu Kỳ chống lại nhau. Nội dung của những cuộc đấu đá này bắt đầu từ khoảng năm 1966, khi ấy Nguyễn Văn Thiệu đang mang hàm Trung tướng, Nguyễn Cao Kỳ là Thiếu tướng. Lúc bấy giờ ông Nguyễn Hữu Có được thăng cấp Trung tướng, cùng đợt này có Nguyễn Chánh Thi cũng được thăng cấp Trung tướng. Nguyễn Chánh Thi giữ chức đại biểu chính phủ tại Trung phần. Tại miền Trung, tướng Thi công khai cáo buộc rất gay gắt việc chính phủ Thiệu Kỳ độc tài và tham nhũng. Tình hình chính trị ở khu vực miền Trung của tướng Thi cũng khá phức tạp, khi mà phong trào Phật giáo ở đây đang bùng nổ ngày càng mạnh mẽ, gần như sắp mất kiểm soát, thì Nguyễn Chánh Thi lại chỉ huy quân đoàn 1 của ông ta không thực hiện các mệnh lệnh trấn áp phong trào Phật giáo này, mặc dù lệnh từ trên chính phủ Trung ương đưa xuống. Đây cũng chính là cách mà Nguyễn Chánh Thi chống đối lại chính phủ Thiệu Kỳ. Nguyễn Cao Kỳ không thể yên tâm khi loạn tướng Nguyễn Chánh Thi vẫn còn nắm trong tay một quân đoàn. Ngày 10 tháng 3 năm 1966, Nguyễn Cao Kỳ ký lệnh cách chức Nguyễn Chánh Thi vì lý do đã không ổn định được tình hình miền Trung. Tại phi trường Đà Nẵng, Nguyễn Chánh Thi đã bị Trung tướng Nguyễn Hữu Có, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng ra lệnh bắt giữ, đưa về Sài Gòn giam lỏng. Đài phát thanh Sài Gòn thông báo, tướng Thi từ chức, Hội đồng quân lực quyết định cho ông ta ra ngoại quốc chữa bệnh thối mũi. Điều chớ trêu là sau khi tướng Thi bị loại, đến lượt ông Nguyễn Hữu Có trở thành đối tượng mà tướng Thiệu và tướng Kỳ phải gạt bỏ. Năm 1967, trong một dịp khi đang đi công tác ở Đài Loan, ông Nguyễn Hữu Có đã bị chính phủ Việt Nam Cộng Hòa gạt ra khỏi mọi chức vụ trong quân đội, đồng thời buộc phải giải ngũ. Sau đó ông sang Hồng Kông xin tị nạn chính trị tới năm 1970 thì được hồi hương. Khi về lại Việt Nam, ông Có không muốn dính dáng tới chính trị nữa nên đã mở một trại gà ở Thủ Đức để làm ăn sinh sống. Ông cũng chăm chỉ đi học thêm chứng chỉ về văn khoa kinh tế. Sau khi có trong tay những bằng cấp về kinh tế, ông dấn thân vào lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông làm đến chức Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Tín Nghĩa. Cần biết rằng những năm đầu của thập niên 70, khi cường độ cuộc chiến tranh đã đến hồi khốc liệt, thì cũng là thời điểm cực thịnh của hệ thống ngân hàng tư nhân ở Sài Gòn.
Đứng đầu là Tín Nghĩa Ngân hàng, dân gian gọi là Ngân hàng Ông Thần Tài. Ngân hàng này do ông Nguyễn Tấn Đời làm chủ. Năm 1971, Tín Nghĩa Ngân hàng hầu như lấn lướt hẳn các nhà băng khác, kể cả Ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Biểu tượng ông thần tài với sâu tiền trong tay hầu như quen thuộc với mọi người khắp nơi, nhất là dân nghèo, sở hữu một món tiền nho nhỏ đều có thể có cuốn sổ tiết kiệm thần tài. Tài khoản ký thác trong ngân hàng lên đến 30 tỷ đồng thời đó, trong khi tổng số tiền ký thác của các ngân hàng tư khác chỉ khoảng 18 tỷ đồng. Ngân hàng của ông Đời lúc bấy giờ có hàng trăm chi nhánh trên toàn miền Nam, gần như chiếm lĩnh toàn bộ các dịch vụ tiền gửi và cho vay. Ngoài ra, những công trình lớn được đầu tư bởi ngân hàng này đã mọc lên dày đặc như là khách sạn President ở Trần Hưng Đạo quận 5, bệnh viện tư loại lớn nhất nhì thành phố ở đường Trần Hưng Đạo quận 5, một hãng gạch bông có uy tín, một ngôi nhà thủy tạ gần cầu Bình Lợi, thường được gọi là nhà mát của Nguyễn Tấn Đời và một số công trình khác. Nhưng bất ngờ, ngày 21 tháng 4 năm 1973, Nguyễn Tấn Đời bị bắt giam, hệ thống Tín Nghĩa Ngân hàng bị phong tỏa và đánh sập. Và người ra lệnh này là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tin này đã làm chấn động cả miền Nam, từ giới bình dân cho đến những tướng tá quan chức trong chính quyền. Dư luận thời đó cho rằng vì Nguyễn Tấn Đời đã không làm theo Tổng thống và rằng Nguyễn Tấn Đời đã ngầm liên hệ với một số chính trị gia đối lập khác âm mưu lật đổ ông ta. Rồi tin đồn, người Mỹ chọn con bài dân sự Nguyễn Tấn Đời để thay Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo miền Nam. Cũng có nguồn tin khác, CIA hạ bệ Nguyễn Tấn Đời để lấy lại những món tiền của Mỹ mà tướng tá Sài Gòn đã tham nhũng rồi ký gửi vào Ngân hàng Tín Nghĩa, vân vân. Về giai đoạn này, tướng Nguyễn Hữu Có đã từng kể với báo giới như sau. Tôi lúc bấy giờ không còn vai trò gì trong quân đội. Từ chỗ là Tổng trưởng Quốc phòng, Thiệu cử tôi đi Đài Loan, cảm ơn chính phủ nước này, rồi sau đó buộc tôi lưu vong ở Hồng Kông 3 năm trời. Thời gian đó biết không thể quay lại chính trường, tôi đi học nghề ngân hàng. Hết thời hạn lưu vong, tôi về nước và được Nguyễn Tấn Đời mời làm cho Tín Nghĩa Ngân hàng. Tín Nghĩa là một nhà băng lớn và Nguyễn Tấn Đời có quan hệ với nhiều ông lớn. Một trong số đó là Dương Văn Minh. Sáng nào hai ông này cũng đi tennis với nhau. Cả Sài Gòn ai cũng biết. Ông Thiệu dĩ nhiên cũng biết và đặc biệt khó chịu về điều đó. Thế rồi tay vạ ập đến, Thiệu nghe tay chân thân tín mách lại. Ông Nguyễn Tấn Đời hứa với ông Dương Văn Minh, hễ Bích Minh ra tranh cử Tổng thống thì ông Đời sẽ hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính. Và ông Thiệu đã quyết định ra tay trước để ngăn ngừa hậu họa. Nguyễn Tấn Đời đã từng nói với tôi, căng rồi, ông Thiệu đã lệnh cho Ngân hàng Nhà nước thanh tra quy mô Tín Nghĩa Ngân hàng. Sau khi Tín Nghĩa Ngân hàng bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa thanh tra và buộc phải ngừng hoạt động vào năm 73, chủ nhà băng Nguyễn Tấn Đời đã bị cảnh sát bắt, tống giam vào Chí Hòa. Mãi cho đến ngày 30 tháng 4, ông Nguyễn Tấn Đời mới được trả tự do. Về phần ông Nguyễn Hữu Có, tuy làm chức vụ cao trong Ngân hàng Tín Nghĩa nhưng ông không bị liên lụy hay bắt giam, ông chỉ mất đi một công việc tốt. Ông chuyển sang bắt tay với ba cựu tướng Việt Nam Cộng Hòa cũng đang thất thế giống mình là Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim, khởi nghiệp với dự án xưởng sản xuất dép mềm, lấy tên tương hiệu, theo tên ghép của bốn người, Dosu, Kiko. Ngoài ra, ông còn tự mở riêng một hiệu buôn xe đạp và một tiệm chế biến khô mực xuất khẩu. Thời còn giữ những chức vụ chủ chốt trong chính thể Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Hữu Có và ông Dương Văn Minh được xem là không ưa nhau, thậm chí có thể gọi là cựu thù. Nhưng cho tới những ngày cuối của cuộc chiến, ông Có lại là người ủng hộ Dương Văn Minh lên nắm quyền của lực lượng thứ ba, tham gia chính trường. Ngày ông Dương Văn Minh lên làm Tổng thống thì ông Nguyễn Hữu Có xin tái ngũ và được bổ nhiệm chức cố vấn cho Vĩnh Lộc, đang làm Tổng tham mưu trưởng. Đồng thời, ông kiêm luôn chức phụ tá cho cựu Trung tướng Trần Văn Đôn, tân Tổng trưởng Quốc phòng, trong nội các mới thành lập của tân Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn. Ngày 30 tháng 4, ông Nguyễn Hữu Có là một trong hai vị tướng cuối cùng còn lại bên cạnh Tổng thống Dương Văn Minh. Thời khắc khi quân giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn, ông Nguyễn Hữu Có vẫn nhớ như in. Ông kể, ngày 28 tháng 4, Thiệu từ chức trao quyền cho Trần Văn Hương, rồi mấy ngày sau ông Hương lại chuyển quyền sang cho tướng Dương Văn Minh. Chiều 29 tháng 4, ông Minh cho người tới gọi tôi lên Bộ Tổng tham mưu, đề nghị tôi làm cố vấn, giúp cho Trung tướng Vĩnh Lộc được chỉ định làm Tổng tham mưu trưởng lâm thời, chỉ huy quân đội. Lúc này Thiệu Kỳ và Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng đã cao chạy xa bay, tình hình quân đội Việt Nam Cộng Hòa hết sức hoang mang, náo loạn và rệu rã. Tôi nhận được điện thoại báo về là xe tăng quân cách mạng đã đến tới tận trung tâm huấn luyện Quang Trung. Suốt đêm đó chúng tôi không chợp mắt. Gần sáng ngày 30, Bộ Tổng tham mưu bị quân giải phóng nã pháo. Điện thoại báo về sư đoàn đồng dù của tướng Lý Tông Bá đã bỏ chạy. Lý Tông Bá đã bị bắt. Điện từ hướng Biên Hòa cũng toàn hung tin.
lính Đào Ngũ bỏ trốn rất đông, tình hình Biên Hòa căng thẳng, nhưng tướng Lê Minh Đảo vẫn hứa cố giữ Biên Hòa để bảo vệ cho Sài Gòn. Cần Thơ và các tỉnh miền Tây báo lên là tình hình có khá hơn, chưa thấy lực lượng cách mạng và quân đội vẫn trong tình thế sẵn sàng chiến đấu. Ngày 30 tháng 4, khi tướng Dương Văn Minh lên đài phát thanh kêu gọi đầu hàng, đề nghị tất cả các binh lính hạ súng, toàn bộ quân đội Cộng Hòa, cả lực lượng miền Tây cũng sa sút tinh thần. Tôi không nhớ chính xác tên của hai tướng ở miền Tây sau khi nghe tin thất bại đã tự tử. Sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn cũ là tất yếu. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 rất vĩ đại và là chiến thắng của sức mạnh toàn dân tộc Việt Nam. Sau khi hòa bình lập lại, ông Nguyễn Hữu Có đã ở lại Việt Nam, chấp hành nghiêm chỉnh công tác học tập cải tạo của chính quyền mới. Tới năm 1987 thì được trả tự do, ông trở lại cuộc sống mưu sinh như những người dân bình thường, chứ không xuất cảnh theo diện HO như các tướng Việt Nam Cộng Hòa khác. Không có ai cản trở gì đến cuộc sống của ông. Ông Nguyễn Hữu có tới 12 người con. Các con ông tuy làm những công việc khác nhau nhưng đủ sống, có người còn khá giả. Các con và cháu của ông có đều được đi học, gia đình ông sống hòa thuận, vui vẻ, quan hệ tốt với khu phố, được tặng không ít bằng khen giấy khen về những thành tích khác nhau. Ông và vợ mình vẫn qua lại bên Hoa Kỳ chơi, không hề bị cấm đoán. Với tinh thần hòa giải dân tộc, năm 1994, ông được Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh mời tham gia như một nhân sĩ tự do. Đến cuối năm 2004, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là nhân sĩ tự do và là thành viên Ban Liên lạc Việt Kiều yêu nước. Ông được người dân và chính phủ Việt Nam xem như một biểu tượng của sự hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù của 30 năm chiến tranh. Ông từ trần tại thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 11 giờ 38 phút ngày 3 tháng 7 năm 2012, hưởng thọ 87 tuổi. Quý vị thân mến, vai trò cao nhất thời hậu chiến của ông Nguyễn Hữu Có là chức Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành viên Ban Liên lạc Việt Kiều yêu nước. Trong một cuộc gặp gỡ giữa ông Có và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, báo chí đã viết như sau. Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên gặp ông Nguyễn Hữu Có đã cầm tay mà nói theo cách xưng hô miền Trung Việt Nam. Chào mi, ta với mi lúc trước hai đứa hai chiến tuyến, nhưng nay ta đã là hai anh em. Đó cũng là lần đầu tiên vợ chồng ông Có được Mặt trận Tổ quốc mời ra Hà Nội họp.